Ông đứng ra ngoài cơ trong khu vực này. Tôi bảo yêu cầu ông đứng ra ngoài khu vực này, kể cả ông quay đặt luôn. Tôi bảo ông nhá, tôi yêu cầu ra ngoài. Đấy, ông đập máy à? Mày muốn gì? Sao muốn gì? Sao lại bảo muốn gì à? Tối 29 tháng 9, trên mạng xuất hiện đoạn video clip một cảnh sát túm lấy và giằng co, lôi kéo một người bán hàng rong ở Hồ Con Rùa, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay hôm sau, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh đã xem ngay và bày tỏ: hình ảnh phản cảm quá, công an phải bảo vệ dân, làm như vậy là sai. Ông chỉ đạo đình chỉ ngay công tác của vị sĩ quan công an để kiểm điểm, làm rõ đúng sai, hạ hồi phân giải. Rất hiếm hoi người dân mới được nghe, được thấy một phản ứng nhanh nhạy tức thời như vậy từ một vị tướng đứng đầu ngành công an một thành phố lớn đối với một việc cấp phường. Khi clip tung ra, trên mạng người ta không tiếc lời chê trách, mỉa mai và cả mạt sát cách hành xử của vị sĩ quan công an được xác định là thiếu úy H. Lời nói đọi máu, những lời lẽ rất cay nghiệt không chỉ dành cho thiếu úy H mà còn quy kết cho cả màu cờ sắc áo của anh. Phản ứng của tướng Lê Đông Phong tức thời làm thay đổi cục diện, dư luận giảm tông chém gió suy diễn mà chuyển sang chờ đợi kết quả trung thực. Lời nói rõ ràng, ngay thẳng, phát ngôn minh bạch đúng thời điểm đã đem lại tác dụng tích cực. Ai, lúc nào và dù bất cứ ở đâu cũng đều biết sự ngay thẳng trung thực luôn là cốt lõi để nhìn nhận, giải quyết mọi vấn đề. Thế nhưng, người dám nhìn sự việc một cách ngay thẳng trung thực không phải lúc nào cũng có. Không những thế, nhiều lúc nhiều nơi, sự thật rành rành trước mắt nhưng vẫn bị bóp méo, xuyên tạc hoặc lẩn tránh. Bao nhiêu thân phận oan khuất, bao nhiêu vụ việc trái ngang chìm nổi ở đời chính là do như vậy. Suýt chút nữa, đã có thêm những thân phận oan khuất nếu trong các vụ cà phê xin chào, điện thoại cùi bắp, cấp trên quan liêu một mực tin vào sự trung thực của cấp dưới. Lời nói ngay thẳng thì cách hành xử ngay thẳng và ngược lại. Trước sự việc của cấp dưới, tướng Phong đã hoàn toàn có thể phát ngôn khác, hành xử khác như nhiều người khác. Nhưng ông đã lựa chọn kết thúc câu chuyện phản cảm bằng cái kết tìm ra sự thật đúng với sự việc xảy ra, kết thúc những rêu rao đàm tiếu và suy diễn ác ý. Rất ngưỡng mộ, thưa tướng Phong. Và đồng chí Hưng thì có dùng tay gạt đồng chí nhà báo Quang Thế, thì trúng vào má của nhà báo Quang Thế và có hành vi là giơ chân đá, mặc dù là không trúng vào nhà báo Quang Thế. Đồng chí Thuyên gạt tay vào một cái máy quay. Xử lý sao cho tâm phục khẩu phục? Ngày 1 tháng 10, trao đổi với Tuổi Trẻ, Thượng tá Nguyễn Xuân Hùng, đội trưởng đội thanh tra pháp luật, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi của chiến sĩ cảnh sát Ngô Quang Hưng, đội cảnh sát hình sự công an huyện Đông Anh, là hành vi dùng tay chân xô xát với nhà báo Quang Thế. Ông Hùng cũng cho biết, việc công an quận Tây Hồ ra quyết định xử phạt hành chính đối với phóng viên Quang Thế là dựa trên cơ sở kết quả điều tra của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra PC44, không có giới hạn hiện trường. Theo ông Hùng, hiện trường vụ tài xế taxi nhảy cầu trên cầu Nhật Tân là nơi tiến hành hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, được coi là khu vực thuộc danh mục cấm do Thủ tướng Chính phủ quy định. Theo quy định này, trong trường hợp khẩn cấp, bằng mọi biện pháp để bảo vệ khu vực có bí mật nhà nước, không nhất thiết phải có biển. Người thực thi công vụ là người phát đi yêu cầu về việc bảo vệ bí mật nhà nước và là người có quyền quyết định cao nhất ở đấy, ông Hùng nói. Mặc dù phóng viên Quang Thế đến hiện trường cùng các nhà báo khác, có trình giấy tờ và chụp ảnh, nhưng công an quận Tây Hồ vẫn ra quyết định xử phạt nhà báo Quang Thế lỗi,
chụp ảnh tại khu vực cấm. Ông Hùng cho biết, trước khi ra các quyết định chúng tôi đã thẩm định hết rồi. Việc không có biển cấm là do nhận thức của mọi người, không đặt biển ở đấy nhưng có người làm nhiệm vụ đã hướng dẫn, ông Hùng nói. Về vấn đề các nhà báo khác khẳng định phóng viên Quang Thế không xâm nhập hiện trường, ông Hùng cho rằng khi có người bảo vệ hiện trường yêu cầu ra khỏi khu vực cần bảo vệ thì nhà báo phải ra, không thể nói anh chưa vào hiện trường vì ở đây người ta có khoanh, có giới hạn hiện trường đâu. Chính những người làm nhiệm vụ ở đấy là những cột mốc sống để khoanh khu vực phạm vi cần bảo vệ. Khi báo chí đến tác nghiệp, cấp vào thì mới xảy ra va chạm. Như vậy rõ ràng anh đã vào khu vực bảo vệ rồi. Ông Hùng khẳng định, không cần biên bản vi phạm hành chính. Trao đổi về những vấn đề mà dư luận cũng như nhiều báo chí đăng tải ý kiến của các chuyên gia pháp lý cho rằng, quyết định xử phạt hành chính phóng viên Quang Thế của Công an quận Tây Hồ thiếu cơ sở pháp lý và sai luật. Ông Hùng cho biết, quyết định xử phạt này dựa trên cơ sở kết quả điều tra của BC44. Ông Hùng cho rằng, theo Điều 63, Luật xử lý vi phạm hành chính, trong các trường hợp điều tra vụ án hình sự hoặc xác minh tin báo tố giác tội phạm mà thấy rằng cần đình chỉ vụ án hay ra quyết định không khởi tố, nhưng trong suốt quá trình điều tra phát hiện có những hành vi vi phạm hành chính, thì sau khi ra quyết định không khởi tố, cơ quan điều tra sẽ chuyển hồ sơ có phản ánh về hành vi vi phạm hành chính đấy cho cơ quan có thẩm quyền để xử phạt. Cơ quan điều tra chuyển hồ sơ cho công an quận Tây Hồ để xử phạt hành chính là hoàn toàn đúng luật. Trường hợp này là không cần lập biên bản, người ta căn cứ vào tài liệu chứng cứ và hồ sơ của cơ quan điều tra để ra quyết định xử phạt. Trong khi đó, ông Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao cho rằng, quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngoài căn cứ vào hồ sơ vụ việc do cơ quan điều tra chuyển sang thì vẫn phải lập biên bản vi phạm hành chính, vi phạm ở đâu, giờ nào, lỗi gì, căn cứ gì, hành vi gì và bằng chứng là gì. Trong việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, dù là hành chính hay hình sự, cũng cần căn cứ vào những điều khoản quy định trong pháp luật, chứ không phải là căn cứ vào sự thừa nhận của đương sự rồi ra phán quyết. Theo ông Phạm Công Hùng, trong trường hợp anh Quang Thế có thừa nhận việc mình có lỗi, cũng cần làm rõ lỗi như thế nào, thời gian và địa điểm, căn cứ để xử phạt theo đúng pháp luật, chứ không thể dựa vào việc anh Quang Thế nhận lỗi để ra quyết định xử phạt. Hội Nhà báo đề nghị xử lý khách quan. Ông Phan Hữu Minh, trưởng ban kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hội vẫn chưa nhận được kết quả xác minh vụ việc công an huyện Đông Anh hành hung nhà báo bằng văn bản từ phía công an Hà Nội. Hiện Hội Nhà báo mới chỉ nắm bắt thông tin qua báo chí. Quan điểm của Hội Nhà báo trước sau như một là đề nghị yêu cầu công an thành phố Hà Nội tiến hành điều tra, xác minh khách quan vụ việc và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hình thức xử lý vụ việc phải để cho dư luận tâm phục, khẩu phục, ông Minh nói.
Thank you.